bạn học lý thuyết và áp dụng nhanh. Ví dụ như lớp này chỉ một bạn duy nhất, đâu cũng vậy. Đó là điều đầu tiên. Điều đó nó tương đương với việc là mấy em có thể tham dự một cái chương trình phổ biến bằng tiếng Việt. Nhưng mà đương nhiên là khi mình ở trong lớp thì mình tôn trọng cũng là các bạn. Vì các em mà nói chuyện em là một khi thẳng với các bạn chứ bơ không? Vì trong lớp nó dễ nha. Hoặc là mấy em tham dự một trong lớp. Ngay cả mấy em lỡ vào đây rồi thì muốn không tham dự em lặng lặng đứng ra đi về. Nhưng mà nó cũng thế thôi. Tuy nhiên là trong lớp cũng không đầu tiên. Đã vào lớp không đầu tiên. Còn mẹ muốn tập việc bất cứ lúc bất cứ giờ lúc nào có thể rời khỏi lớp thì khi nào một yêu cầu thôi là mẹ không ảnh hưởng đến các bạn chứ thôi. Hôm nay mấy em học một bài về hiệu ứng học của bộ môn học. Ngày nay có được bác sĩ Đức sẽ dạy nhé. Nhưng mà bác sĩ Đức vận quyền nên ngồi dạy nay cho bác sĩ Đức. Nổi giờ với bác sĩ Đức, bác sĩ Tùng cũng dạy về những cơ năng hóa. Chị nhớ gì hay thì bắt đầu đi vận quyền đúng không? Bắt đầu đi chưa? Chưa. Chị đi hay mình cũng theo kế hoạch là sẽ có cuối năm em đi. Đi thì đi đi bệnh viện người ta mới học về công tác là công tác của mình chuyện liên quan đến có chuyện và mấy em chỉ bắt đầu học về tầm đó hôm qua không là mấy em học vẫn học được mấy bài rồi bài đăng bài đầu tiên dạ bình học khi nào nếu là bài đầu tiên thì anh sẽ nói thật ngắn gọn để em hình dung và trường hợp của mình là như thế nào. Trường hợp mục tiêu cuối cùng của sinh viên học để ra trường là gì nha? Để khám cho mình giống như công việc của anh làm hàng ngày. Từ sáng ngày vào bệnh viện thì làm cái gì? Anh muốn làm công việc khám cho mình. Như vậy thì khi tiếp xúc một người bệnh để mình điều trị khỏi bệnh thì nó có hai việc quan trọng nhất, tức là giải đoán ra bệnh và điều trị. Quá trình giải đoán anh lấy một ví dụ để em hình dung. Mình bao giờ học cũng vậy em, hoặc là mình hình dung mình học cái gì mình muốn biết cái gì nó sẽ dễ cho em. Anh lấy ví dụ như sáng nay anh khám người bệnh đi, thì đầu tiên ra anh sẽ làm việc gì em? Anh hỏi bệnh. Giống như em như một em nào đây trong lớp này mà hôm nay mẹ mình có vấn đề về sức khỏe, mẹ có đến bác sĩ nhé. Vì cầu tới bác sĩ sẽ hỏi với em hỏi vì sao người bệnh đến. Chưa anh bảo sẽ khác anh chị ngày nay vì sao đi khám bệnh. Chưa người bệnh đó bác sĩ ơi sao tôi ngon quá đi khám bệnh đó. Vậy đó gọi là lý do đi khám bệnh. Rồi bác sĩ sẽ hỏi với em sau quá trình bệnh của bệnh nhân. À như vậy thì anh là bị bệnh mấy ngày nay rồi? Bệnh người bệnh ngày nào? Bác sĩ ơi, có 3 ngày nay sau tôi đến chấp. Như vậy thì bác sĩ đang làm việc nha, hỏi quá trình bệnh của người bệnh và những điều kiện người bệnh mà ăn tiền với người bệnh với người bác sĩ đó từng gọi là nha tiền kiện cân nặng. Rồi bác sĩ ơi, sau 3 ngày nay tôi ho thì lúc đầu ho can, ngày qua nay bắt đầu ho làm bụng và đặc biệt sáng nay làm bụng nhiều quá và ngày qua nó kèm theo sốt bác sĩ. Em nói gì còn bệnh nhân là bác sĩ ơi sao 2 ngày nay tôi đau bụng rồi kèm theo tôi rất là tiêu hóa, ví dụ tôi đi cầu không đọc gì thì đó được gọi là tiền kiến cơ năng. Vậy là tiền kiến cơ năng là gì em? Là tiền kiến mà người bệnh tham thiền hoặc là cây với những nhân viên y tế thì được gọi là tiền kiến cơ năng. Vậy thì sao khi bác sĩ hỏi hết có tình bệnh của người bệnh thì sao thì em học từng án nghe từng gọi là gì em hỏi bệnh sử là thế thì bác sĩ sẽ làm gì em? Sẽ khám bệnh. Đương nhiên bác sĩ khám qua nhìn sờ rõ nghe, ví dụ nhìn bệnh nhân này là có môi khô lưỡi dơ, nhìn là bệnh nhân đang ở nhanh 30 lần phút, nhìn là có co kéo cơ bắp cổ, nghe thì cảm thấy nghe vô nghe đang ngáy ở hai phổi, hoặc là mình cầm cái nhiệt độ là bệnh nhân này đang sốt qua nhiệt độ, thì tất cả cái đó gọi là điều kiện gì?
Vậy chúng ta thấy là triệu chứng gì? Là triệu chứng mà người bác sĩ khám phát hiện ra từ đầu là không thể. Vậy thì một người bệnh sau khi bác sĩ hỏi bệnh được gọi là triệu chứng cơ năng, bác sĩ khám bệnh được gọi là triệu chứng thể. Vậy thì sau khi hỏi bệnh khám bệnh sẽ có hai tình huống gì không? Tình huống thứ nhất là cái bệnh này bác sĩ chẩn đoán thường liền. Dù sao bác hỏi bệnh anh chẩn đoán đây là một viêm họng, anh chẩn đoán đây là viêm phổi cấp, anh cho một kho thuốc của mình uống rồi hẹn bệnh nhân 3-5-7 ngày sau đó khám. Tình huống thứ hai là như sau khi hỏi bệnh khám bệnh, anh chẩn đoán ca này là nghi ngờ ca này là viêm phổi, anh cho người bệnh đi làm gì? Cho người bệnh đi chụp X quang được, cho người bệnh này xét nghiệm máu. Xét nghiệm máu có rất nhiều ví dụ vậy. Thì sau khi người bệnh đi chụp X quang, đi làm xét nghiệm máu có kết quả quay về, bác sĩ sẽ làm việc gì? Coi kết quả đó, coi cái phim X quang đó, coi kết quả xét nghiệm máu đó có phù hợp không, và chẩn đoán sau khi nào có chẩn đoán này không đó gì. Như vậy thì ngày hôm nay mấy em học là học cái gì trong cái đoạn mà chẩn đoán cho mình chỉ học triệu chứng cơ năng thôi. Nhưng mà triệu chứng cơ năng này nó phục vụ ở đâu em? Bộ bệnh lý gì? Bệnh lý hóa. Vậy thì giải phẫu chúng ta học rồi, mình sẽ có hô hấp gì? Có đường hô hấp trên và có hô hấp dưới. Hô hấp trên là mũi con hò thanh quản và trước hai dây thanh, còn sau hai dây thanh mình gọi là gì đấy? Đường hô hấp dưới. Như vậy thì hô hấp trên nó sẽ liên quan đến chuyên khoa gì nhé? Tai mũi họng. Còn hô hấp dưới là liên quan đến gì đấy? Phân môn hay là gọi là bộ môn nội hô hấp nằm trong bộ môn nội hô hấp. Như vậy thì chương trình học năm hai của em sẽ học, em sẽ học chủ yếu về các triệu chứng và hội chứng. Triệu chứng hội chứng liên quan đến tất cả các chuyên khoa về nội khoa. Vậy thì bữa sau ngày 25 á, bác sĩ Đức dạy một lời thôi, bác sĩ Đức sẽ dạy bài như cái năng sẽ là các triệu chứng cơ năng trong bệnh lý tiêu hóa. Và em học trong bệnh lý tim mạch hay bệnh lý thận ví dụ như em đó là gì? Như vậy thì chúng ta học triệu chứng cơ năng học đây là những năng áp thuộc đường hô hấp dưới mặt của gì đây? Có cái phần mà bệnh mật để thông chí mấy bệnh dưới bệnh nên điều đầu tiên ở đây nhắn em là gì em? Có hai ý. Ý thứ nhất, điều chứng cơ năng là điều chứng mà người nhân viên y tế, là điều chứng mà người bệnh khai với bác sĩ hoặc gọi là nhân viên y tế. Và em phân biệt điều chứng cơ năng và điều chứng cơ thể. Cơ năng là năng thiện của người bệnh, thân thể là triệu chứng người bác sĩ cảm phát hiện ra. Thứ hai nữa đây là triệu chứng cơ năng hô hấp, tức là những cơ năng có đường hấp dưới này. Mà để sinh viên dễ hình dung quá trình học á, thì đối với sinh viên đi bài bốn bắt đầu học bệnh phòng hay chia đường hấp dưới thành bốn nhóm bệnh lý. Vì giải phẫu nghĩa là mình có bệnh lý của cây khí phế quản, vì sao hay xây dây thanh sẽ là khí quản. Còn sau đó đến camera được chia các bạn phải tái chia nhiều thế hệ, đến cuối cùng là ống với nang với nang. Vậy thì đầu tiên là bệnh lý liên quan đến đường thở hay còn gọi là dây khí phế quản, hay còn gọi là cây khí phế quản đường thở. Ví dụ mà em có nghe viêm phế quản cấp, em nghe là hen phế quản, giãn phế quản, ung thư phế quản phổi gì vậy. Nhóm bệnh thứ hai là bệnh mô phổi, tức là em đã học là phế nang và mô kẽ các phế nang. Vậy mình có viêm phổi ốc xe, phổi lao, phổi bụi, phổi nóng, phổi ung thư phổi vậy. Mình có nhóm bệnh lý gọi là bệnh lý của màng phổi, là vì mình biết vậy, mô phổi được bao gồm bởi một màng phổi được gọi là màng phổi tạng. Ở phía ngoài màng phổi tạng có một trong một mình là màng phổi tạng. Như vậy thì bệnh lý của màng phổi mình có tràn dịch màng phổi, tràn khí màng phổi, dị ứng màng phổi, và cuối cùng nhóm bệnh lý của màng phổi phổi. Vậy để em có một cái hình dung về chương trình học của mình, về cái chương trình của họ nội lắm nha. Vậy thì điều kiến cơ năng đầu tiên mà em học đó là những đau mình. Vậy thì người mình có thể đến với người bác sĩ, người bệnh đang mà bác sĩ ơi sao cô đau mình quá, bác sĩ ơi tôi nặng mình quá. Vậy thì em thấy đối với chuyên khoa của mình, khi người bệnh mà khác thì một điều chỉnh vậy, mình có chẩn đoán được bệnh không em? Sẽ không. Vì sao sẽ không được em?
vì sẽ rất nhiều bệnh lý gây đau đớn. Ví dụ mình chỉ dừng một chuyện là ví dụ người bệnh đến bác sĩ có đau mình, mà mình ra được một to ra được một bệnh cái điều trị phổi là gần như là nhé, mình điều trị mò hoặc mình điều trị bao vây, mà cũng không thể điều trị người bệnh là bác sĩ là có đau bụng rồi lại chẳng có được bệnh. Như vậy thì điều đầu tiên, ý đầu tiên mình ở đây là gì? Đau ngực là triệu chứng cơ bản của nhiều bệnh lý. Anh có thể kể bây giờ bệnh lý mô mềm, bệnh nhân bị một vết thương chấn thương ngực, rồi bệnh nhân bị đầy nước hoặc là tầm tụ máu ở vùng mô mềm, bệnh nhân có khả đau không? Đau vì vị trí nó ở vị trí ngực. Bệnh nhân bị bệnh lý của xương hoặc sụn sườn, ví dụ bệnh nhân viêm sụn sườn, bệnh nhân bị chấn thương, bệnh nhân bị nứt xương gãy xương, đau ngực không đau. Vậy bệnh lý kế tiếp như vậy, bệnh lý có thần kinh liên sườn, mà điểm đặc biệt là bệnh nhân cô lan hay là người ăn bệnh nhân viêm thần kinh liên sườn, bệnh nhân không thay con được. Kế tiếp nữa là hai những bệnh lý lớn là gì? Bệnh lý của tim mạch, ví dụ bệnh nhân bị thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, viêm màng ngoài tim có khác thường sẽ là đau ngực trái. Rồi tất cả các bệnh lý gì vậy? Bệnh lý của mạch máu, máu trong lồng ngực, là bệnh nhân vẫn có thể trong ngực tinh bỏ tất cả mạch chủ ngực đi, bệnh nhân vẫn trong ngực. Và vậy tuy nhiên là bệnh lý gì? Bệnh lý của phổi. Phổi thì giống như nói này, nó có thể là nhu mô phổi hay là màng phổi. Như rõ ràng bệnh lý của phổi hay màng phổi mà nó kích thích cái màng phổi vậy mà có thành bệnh nhân sẽ đau ngực. Tuy nhiên thì ngày hôm nay mình học đây là gì? Điều chỉnh cơ năng mà. Nên trong cái đau ngực có một chi tiết, có một đặc điểm liên quan đến ngực học, đó là bệnh nhân có thể đau ngực kiểu màng phổi. Tức người bệnh nào đang đau là đau tại một điểm, đau tăng khi bệnh nhân giãn rất sâu, bệnh nhân tự động và đau mỗi là gì mà? Với đặc điểm đó người gọi là đau ngực kiểu màng phổi. Ngay cả bệnh lý của dạ dày thực quản này, bệnh nhân cao được cái gì dạ dày lên vùng thực quản và nó cũng gây cảm giác đau đấy ở sau sụn ngực. Vậy ý ở đây là đầu tiên là gì em? Đau ngực là triệu chứng cơ năng của nhiều bệnh lý, có thể kể từ ngoài vào mô mềm đến những xương sụn sườn, thần kinh liên sườn, các bệnh lý mạch máu và lồng ngực, bệnh lý dạng tim mạch, bệnh lý ngay cả dạng của cái dạ dày thực quản bệnh nhân vẫn phải đau ngực. Và cuối cùng đương nhiên là các bệnh lý của dạ dày phổi, bao gồm nhu mô phổi, mạch máu phổi, màng phổi và đường thở của phổi. Anh nói điều này để mấy em sẽ hình dung gì em? Mấy em sẽ bước đầu đi những bước đầu tiên để mình học, để 6 năm sau mình ra về là đứng trước người bệnh mình nghĩ đến bệnh gì, mình hỏi cái gì và mình chẳng có ra bệnh. Vì vậy thì anh nói ý này đó, mình sẽ thấy vậy. Có sinh viên thì quan trọng nhất bắt đầu là gì em? 2 năm đầu mà em học, mình học gọi là môn cơ bản. Thực ra nó chỉ học để hỗ trợ, nhưng bắt đầu vào điều kiện học là nó quan trọng nhất. Vì nếu như sinh viên gặp đầu tiên này mà mấy em học thì sao mày học? Chắc điều em học chắc từ đi 2 bắt đầu đi học. Mấy em vững thì sao mày vững? Mà cái điều này anh chắc với em là nếu mình nhìn ngược lại đến với bản thân mình thấy, ví dụ như là tất cả các bạn em ở lớp 12 ấy, cái bạn nào ghét môn nào thì đa số do sao ấy, bạn nó học trường môn đó, còn tao ghét văn lắm, ghét lý quá. Ví dụ bạn mình hay nói vậy, có đây không? Thì đa số các bạn đó thường là hoặc là đa số là không kiến thức, em kiểu môn đó. Chứ còn ví dụ như anh ở một học sinh ở cấp 2 qua học sinh khá là học sinh đa số em học tiêu môn học với anh ấy. Anh nói vậy để em sẽ ý thức được điều gì em. Đối với sinh viên mình bắt đầu vào học tìm kiếm học, bên học là cực kỳ quan trọng và bắt đầu đi thực hành lâm sàng. Nó khác biệt với nhau từ đây nè. Vì trong lớp này anh hay nói vậy là vì sao? Cái đầu vào mình là cái điều rồi. Ai cũng là những xã hội người dân, tất cả các em vào đây là phải là những em xuất sắc ở trong trường đó. Nhưng mà vào đây thì em sẽ thấy đến thời điểm này chúng ta tập lớp một tập rồi, tự nhiên sổ có một lớp có 6 tổ, 6-7 bạn, tự nhiên sẽ có nhóm bạn 10-17 bạn thi gì lớn, thi gì lớn. Hoặc là 5,
tự nhiên các bạn có các bạn bộ là cá biệt có học dở gì đó, có phải các bạn dở có. Anh vẫn nói là vấn đề đó, vấn đề của về tự nhiên có hai phía, học sinh và về nhà trường, về cái ngành giáo dục của mình, nói là các em xuất phát điểm là rất tốt. Có phải mẹ em nhìn lại không? Hoặc là giờ ngay lớp này tự nhiên sẽ có một số bạn nào mà năm chín đến giờ hoặc là nợ nhiều, đi lại nhiều, nhưng mà rõ ràng nếu chính các bạn có nhìn lại của bản thân mình cấp hai cấp ba ở một trường còn ở huyện ở tỉnh ở quận này là những người đứng đầu cấp bốn nhất, mà vào đây tại sao vậy? Thì dù là cho anh không giờ cần thì anh ra khám chữa bệnh cũng khoảng 10 phút, anh phải vào nắng anh cho con uống không bây giờ cần, hoặc là bây giờ anh được đi hội chẩn đi bệnh lý của anh thì anh cũng khoảng một khoảng 10-15 phút là anh từ hội chẩn anh xem hết để anh cho những cái gì có đặc là những ý kiến của chuyên khoa nhất để cho bác sĩ đó nó thực hiện. Còn anh khám ở ngoài uống trong buổi sáng từ 6:30 đến 12 khoảng 70 bệnh nhân, tức một người bệnh anh khám khoảng 5-7 phút. Trong 5-7 phút đó anh mỗi bệnh làm sao có ra được những bọn đó thì có bệnh. Vì vậy thì nó khác biệt nhau vậy em. Các bệnh lý nó khác nhau ở điểm tính chất mà. Dù tao bụng trong viêm tụy cấp nó khác, tao bụng trong viêm cuốn mật nó khác, tao bụng trong viêm dạ dày nó khác, tao bụng trong rác dạ dày nó khác. Vậy thì vì sao mình biết được nó khác? Nghe phải học, học kiểu tiếng mà. Em bỏ đây kể cho anh là nếu mà lại để em thấy là cái việc học những chủ đề này nó sẽ giúp rất nhiều trong quá trình chuyên môn của em. Vậy thì đầu tiên biết đầu tiên trong cái đau ngực này em nhớ là đau ngực là điều chỉnh cơ năng của nhiều bệnh lý. Mày có thể nhớ liền cơ thể từ ngoài vào trong. Và bao giờ mình cũng sẽ hỏi từ mình cái khởi phát của đau ngực là cái đau ngực này nó khởi phát đột ngột hay là nó khởi phát từ từ, cái thời gian đau ngực này kéo dài bao lâu, người vài giây vài phút vài giờ, hoặc là có người nói là lúc nào cũng thấy đau ngực. Vậy là mình phải hỏi khởi phát thời gian, mình hỏi tính chất của đau ngực. Anh đau ngực của người bệnh đó là cảm giác có người nói không sĩ giống gì nó tè đến người có gì có gì nó cố mắc tới đâu có gì có gì giống như là dao đâm ở phía trong. Như vậy thì đau ngực trong bệnh lý phổi là đau ngực kiểu màng phổi, tức là giống nói này đau nó thay đổi từ nhiều mức độ nhẹ đến nhiều, nhưng mà đau hay đau tại một điểm, đau tăng lên khi bệnh nhân hít sâu, đau tăng lên khi bệnh nhân ho thì được gọi là đau ngực kiểu màng phổi. Vậy thì trong các tính chất đau như nói đau có thể cảm giác mình cảm giác đốt nhẹ, cảm giác nhói, cảm giác giống như đau lâm, cảm giác đau mà rát phía trong. Còn mức độ đau thì có thể thay đổi. Chỉ trong cái tính chất đau này nó có một cái đau ngực mà gợi ý thì có là do tính chất màng phổi, tức gọi là đau ngực kiểu màng phổi. Vì vậy bệnh nhân có viêm ở tùy dưới phổi bên phải, bệnh nhân có tràn dịch màng phổi bên phải thì thường nó kích thích cái màng phổi thành bên phải và bệnh nhân sẽ đau ngực. Vậy thì đau ngực này thường là đau tại một điểm, tức là người bệnh có thể chỉ được là bác sĩ ơi tôi đau phía ngực bên phải phía dưới bác sĩ. Chứ mà dùng như mình chỉ được phía trước, phía ngoài hay sao. Và người bệnh nói rõ hoặc là mình cho người bệnh bây giờ anh chị hít sâu vô thở ra, anh chị ho lên tiếng đi. Bệnh là bác sĩ ấy cũng hít sâu vô tao, ho tao. Khi hít sâu đó, khi mình hít sâu hoặc ho thì sao? Nó sẽ tiếp xúc cái màng phổi thành vùng đó thêm nhiều hơn. Thì bệnh nhân cái triệu chứng đau nó rõ hơn, đau xuất hiện hoặc đau nó nhiều hơn nó rõ hơn. Vậy thì khi mình hỏi người bệnh mà có được những đặc điểm đó, vậy mình biết rằng bệnh nhân này có đau ngực kiểu màng phổi. Và điều đó chị em mình đọc luận là người bệnh này có một bệnh lý gì đó ở vùng phổi của màng phổi mà nó kích thích cái màng phổi thành vùng đó. Và có đặc điểm có thể phân biệt với những đau ngực do nguyên nhân khác.
hoặc là mình phải hỏi tiếp nhận cái vị trí đâu dù em không bác sĩ của đâu được. Nhưng rõ ràng người mình thì sao, mình có người bên phải, người bên trái, người mình có gì vậy? Có ở phía trước, phía ngoài và phía sau, và người cũng có thể mình chia về người phía trên hoặc phía dưới, hoặc ngay cả gì em một cái mỗi về mình chia thì mỗi về có vị trên thì ở phía dưới. Như vậy nói vậy để em thấy là cái từ mình hai tao mình nó chưa nói được. Vậy thì mình sinh viên làm bệnh án không thể là cách nhập viện 3 ngày bệnh nhân đau ngực kèm theo bệnh nhân sốt, cũng không thể nói vậy thôi. Vậy thì mình phải chi tiết hơn, cách nhập viện 3 ngày bệnh nhân đau ngực vị trí đau là 1/3 dưới phía trước. Em nghe 1/3 dưới phía trước bên trái, em từng bị đưa viện đầu tiên là bên trái 1/3 dưới mà phía trước, vậy nó chỉ ở bụng này. Vậy thì mình mô tả, hoặc sinh viên mình mô tả, hoặc mình ghi trong bệnh án bắt buộc chính xác. Vậy thì mình hỏi cái vị trí đau này, có thể bên phải bên trái, có thể em phía trên phía dưới, rồi có thể gì em làm và sau sẽ đứng lên. Thế tiếp theo mình hỏi gì em hướng lại, ví dụ như là đau một cái mà lan lên cổ, lan lên vai, ra tay đáy thì gợi đi có chuyện gì em bệnh lý của mặt phẳng là tiêm máu một bộ hay là tập tiêm máu một tim hay là máu một tim, hoặc là cái đau nhức của bệnh nhân mà đau bên phải mà nó lan lên bệnh nhân có đau cũng bên phải nó lan lên vai ra tay phải thì coi chừng phải phân biệt với bệnh lý của những con đường mà hoặc là túi mật. Còn mình thấy đau người cũng như bệnh nhân mà thường là đau ở phía sau giữa hai xương bao vai nó gợi ý của gì em từng một cách mà mình đứng này và bao giờ gì em mình sẽ hỏi thêm là những kiểu đi kèm hoặc cái yếu tố làm tăng hay là yếu tố làm giảm cái đau đó giống như đau mình bị mình hỏi nãy như người bệnh nói là bác sĩ ơi đau gối nhưng mà bây giờ tôi nằm im không cử động hoặc tôi thở chậm thôi bác sĩ mà thở ra chậm không có đau mà không bớt đau vậy thì đó được gọi là các tùy biểu hoặc các tính chất hoặc đặc biệt là những yếu tố để làm tăng giảm những đau đó. Tiếp cận một bệnh nhân đau ngực á, người nhân viên đấy mình sẽ xem là cái đau ngực này nó nằm trong nhóm nguyên nhân mà gần như là mình phải tiếp cận chẩn đoán và xử lý nhanh vì đây là những bệnh lý nó sẽ đe dọa tính mạng của người bệnh. Ví dụ đau ngực này có phải là đau ngực của nhồi máu cơ tim không, của phình động mạch tắc hoặc là chủ ngực hay không, hoặc là tuyến tắc phổi hoặc là tràn khí mạng phổi hay không. Vậy thì giống như phần đầu nói vì đau ngực có quá nhiều triệu chứng, quá nhiều bệnh lý gây ra cái đau ngực, nên đối với một người nhân viên y tế hoặc bác sĩ mà tiếp cận với bệnh nhân mà được triệu chứng là đau ngực thì để mình không có bỏ sót cái đó, hoặc là mình không có chậm trễ trong cái việc điều trị, trong đầu mình phải gì nó chạy nhanh mà muốn thì em cũng thực hành nhanh. Vậy thì hai trường hợp mà đương nhiên không có trường hợp để mình buộc cụ thể quý lại hai này có phải là rơi vào bốn nhóm bệnh nào, phải là nhồi máu cơ tim từng một tắc động mạch hay những tắc phổi hoặc thậm chí mạch phổi không, vì đây là những bệnh lý mà bệnh nhân thì em nếu không được chẩn đoán bệnh diễn tiến và có thể tử vong. Thì đương nhiên trong quá trình học bệnh sẽ rõ nhồi máu cơ tim là gì. Nhồi máu cơ tim là một vùng cơ tim không nhận máu nuôi, và đương nhiên không nhận máu nuôi thì sao em, là vùng cơ tim đó nó sẽ gọi là các tế bào nó sẽ chết nó gọi là hoại tử, và cái đường cơ nó sẽ nó không còn chức năng hoạt động là co bóp nữa, mà khi tim không co bóp được thì sẽ không tống máu ở thân trái không bơm máu được động mạch chủ, thì đương nhiên mình sẽ tụt gáp thì tử vong. Hoặc là em từng mốt tắc động mạch thì em biết là niêm mạc của thành mạch máu mình sẽ nó sẽ gồm nhiều lớp, ví dụ như nó bị tổn thương ở cái lớp trong cùng thì khi tổn thương thì máu nó đây nó len vào nó rõ gì vậy thì nó len vào thì sao cái vùng đó thì em ngày càng lớn, thì em hình dung giống như cái cục xe mình chỗ tạo từng nữa vậy đó, áp lực càng lớn thì sao cái phình đó nha càng lớn,
và móc tách là móc tách nó nhiều tiếng xa, mới đầu của mình cũng còn chỗ điểm có chừng cm đó, sau khi 3 cm 5 cm lan rộng nữa khối ngày càng to, và đến lúc nào nó vỡ thì thôi chết, vỡ thì mình phải cuốn được. Em nghĩ là từng động mạch ở mạch chủ ngực, mạch chủ bụng lớn thì mà vỡ thì sao em tự nhiên cái cột khác như tử vong, hoặc là thuyên tắc phổi men hồi rồi. Mình có tất cả các mạch máu mình đổ về đâu em, về nhĩ bên phải rồi cũng như hệ tĩnh mạch trụ trơn, trụ dưới, tĩnh mạch trên gan đều về đổ về nhĩ phải xuống thất phải. Thất phổi lên bơm máu lên đâu em? Phổi máu lên động mạch phổi, động mạch phổi chia nhỏ thành các ba mạch phổi, ba mạch phổi bao bọc lên các cái phế nang để trao đổi khí, thải CO2 lấy oxy về làm bổ tĩnh mạch phổi nhĩ bên trái. Bây giờ em thấy ví dụ mình sụt máu đông, ví dụ mình nhân bị viêm tắc tĩnh mạch tạo thành một khối khối ở hệ tĩnh mạch, khối khối nó trôi về hệ tĩnh mạch về nhĩ phải xuống thất phải rồi bơm lên động mạch phổi rồi gây vậy khi tắc phổi, tức là tắc ở động mạch phổi. Vậy thì tắc động mạch phổi thì sao em? Còn máu lớn nhau để về nhĩ trái xuống thất trái bơm ra, bệnh nhân nếu tắc động mạch phổi lớn thì bệnh nhân vậy còn một nặng được đau mình khó thở có thể ho ra máu, bệnh nhân cũng gặp tử vong. Giống như đăng ký mạng phổi nãy mình nói rồi, vì một lý do nào đó người bệnh có thể bị rách cái màng phổi tạng hoặc là chấn thương vùng ngoài rách cái màng phổi thành, lúc đó khí sẽ không vào trong màng phổi, cái lượng khí ngày càng lớn thì sao nhu mô phổi bị ép hẹp lại. Ví dụ bệnh nhân bị vỡ một kém khí ở cái màng phổi bên trái đi, bệnh nhân hít thở vào khí nó lan lên vào màng phổi, và khi vậy khí trong màng phổi càng nhiều thì nhu mô phổi bên trái nó co lại. Ví dụ đàn khí lượng nhiều hơn phổi bên trái thì nhu mô phổi bên trái co đến như nắm tay lại đây, và lúc đó khoảng cách màng phổi thành với màng phổi tạng là về về của khí, thì đương nhiên bệnh nhân sẽ đau người và khó thở. Nếu mình chẩn đoán mà uống nhiều khi bệnh nhân đang phát triển cái trục thất, trục thất mình phải đẩy lên qua phải hoặc gây nên một mặt đại lên để ngưng thở của tử vong. Em nói gì thì anh nói, tuy nhiên trong quá trình sau này em học nhồi máu thì là gì, em học thuyên tắc phổi là gì, học thuyên của y ba thì của y bốn hoặc mình học hoặc của y sáu. Nhưng anh nói đây để mình dùng đầu tiên mình xem đau lần này nó nằm trong bệnh viện mà đe dọa tính mạng không, hoặc nếu không thì đây là những cái bệnh mà có thể xảy ra những biến chứng nguy hiểm. Ví dụ như là đau thần kinh không ổn định thì sau này em học em sẽ có thuốc là nhồi máu, hoặc là chỉ đau thần kinh không ổn định tức là nó giữa nó chưa nhồi máu nhưng nó đã thiếu máu đầu tiên, hoặc là hẹp van động mạch chủ. Khi hẹp van động mạch chủ nhiều thì sao em? Cái lượng máu bơm ra nó bị tái co bớt để bơm máu lên động mạch chủ, thì hẹp van thì sao em? Cái thể máu ra ít, bệnh nhân có xu hướng nghe thấp hoặc nghe tụt, hoặc là trường hợp tăng áp động mạch phổi.